thông thường. Khi tụi mình nói sẽ cho bạn thấy điều gì đó mà bạn chưa từng thấy trước đây, thì đó phải là một điều vô cùng thú vị đấy. Bạn có muốn xem một bóng ma đi qua các đường phố, hay của ném bóng rổ cao nhất trông như thế nào? Vậy thì hãy ở lại với chúng tôi cho đến hết video. Người đi bộ vô hình. Đoạn phim này được quay tại một thành phố của Pakistan, rất có thể bị nhầm với một đoạn phim kinh dị. Hãy nhìn kỹ xem, túi ni lông thật sự bay chập chờn trên đường, như thể bên trong có chân của ai đang di chuyển. Đây là một hiện tượng huyền bí mà ai đó đã quay được bằng ống kính máy ảnh, hoặc chỉ đơn giản là một chỉnh sửa tài năng. Thật lòng chúng tôi không biết, nhưng nếu bạn đã tìm được bí mật của video kỳ lạ này, hãy viết cảm nghĩ của bạn trong phần bình luận, chúng tôi hứa sẽ tặng bạn một trái tim. Sự tương hỗ của những con thú. Bạn có nhớ cảnh quay trong Lion King, cậu bé Simba kinh hãi nhìn đàn linh dương đang lao tới? Có lẽ bạn phải là một người vô tâm lắm mới có thể không luống cuống trên ghế lúc này. Nhân vật trong video tiếp theo có thể đã trải qua điều gì đó tương tự. Trong phần mô tả cho video đã nói rằng, bạn tôi trông giống một con cừu và điều đó đã khiến cả đàn cừu kéo theo anh ta. Nói chung, không có gì ngạc nhiên khi video lan truyền rất nhanh, trông vừa hài hước vừa đáng sợ. Đặc biệt là với những bình luận như vậy. Và tụi mình mời bạn đưa ra các phương án đối phó của riêng mình ngay dưới video nhé. Tụi mình sẽ ghim bình luận hay nhất nhé. Chuyến đi dưới nước. Trong sách kỷ lục Guinness nổi tiếng thế giới có khoảng 40.000 thành tích. Hơn nữa, hầu hết chúng đều khác thường đến mức bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến sự tồn tại của chúng. Ví dụ như vào năm 2012, một người đàn ông đã nhận giấy chứng nhận cho số lượng bánh hamburger Big Mac ăn được nhiều nhất. Ông ta đã ăn hàng ngày trong 40 năm với số lượng lên tới 26.000 cái bánh. Vào năm 2008, một người dân Luxembourg đã lập kỷ lục về quãng đường dài nhất đi được khi đang ngậm trong miệng một cái bàn. Trên bàn là một cô gái nặng 61,5kg đang ngồi và anh ta đã đi được hơn 11,5m. Một vận động viên người Thổ Nhĩ Kỳ Belgi Singigiray đã thiết lập một kỷ lục khó tin, đi bộ hơn 81m dưới nước chỉ với một lần nín thở. Để không bị nổi lên mặt nước, Belgi đã phải cầm một dụng cụ đặc biệt và đeo một đai da trọng. Có lẽ bạn cho rằng điều này khá dễ làm, nhưng thật sự không phải vậy. Lần tới khi bạn ngâm mình ở trong ao hoặc hồ bơi, hãy thử không nổi và đi dưới nước. Thật sự là rất khó. Và bây giờ, hãy thử tưởng tượng cần nỗ lực bao nhiêu để chống lại áp lực nước với khoảng cách xa như vậy mà không lãng phí oxy trong 10 giây đầu tiên. Để gia tăng khả năng nhịn thở của mình, cô đã tìm gặp các thiền sư để học hỏi. Xuất hiện ngoạn mục. Tình huống, một cô gái đang ngồi trong phòng của mình và đang quay video TikTok. Rõ ràng là cô ấy chưa biết rằng chỉ một lát nữa thôi, video của cô ấy sẽ biến từ một video ca nhạc cảm động thành một trong những hiện tượng của năm và bao phủ các chương trình thời sự của Mỹ. Đây là những gì xảy ra tiếp theo. Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng động chói tai và ở phía sau, chúng ta thấy một chân người thò ra từ trần nhà. Chính mẹ của cô gái bằng cách nào đó đã rơi xuống tầng dưới và không hề cố ý, bà đã trở thành một ngôi sao trên Internet. Ai mà biết được? Có thể đây là kế hoạch câu view của cô gái hoặc mẹ cô là một người thích chơi khăm. Sau đó cô cho biết rằng, ngay lúc đó mẹ cô đang sắp xếp lại vali trong tủ quần áo và gây ra tiếng động lớn. Nếu bạn quan sát kỹ sắc mặt của cô gái, bạn thậm chí có thể nhận thấy rằng cô ấy rõ ràng rất hốt hoảng vì những âm thanh bất ngờ. Mẹ cô xếp vali vì cô gái của chúng ta sắp chuyển tới thành phố mới, nên tai nạn như thế này sẽ không diễn ra với mẹ cô nữa đâu. Rơi chính xác. Các bạn đã thấy quả ném bóng rổ cao nhất thế giới bao giờ chưa? Trong sách kỷ lục Guinness, thành tích từ video này chắc chắn không được ghi danh, nhưng tôi nghĩ họ nên xem xét lại. Đây là anh chàng ném quả bóng từ tòa nhà chọc trời. Và sốc, dưới một cơn gió mạnh, vào thời điểm cuối cùng, quả bóng đi theo quỹ đạo mong muốn và rơi thẳng vào rổ. Làm thế nào có thể xảy ra điều này? Có phép thuật như trong Harry Potter sao? Bạn thậm chí còn khâm phục hơn khi tưởng tượng không biết bao nhiêu lần anh chàng này cùng nhóm quay phim phải chạy xuống dưới để nhặt quả bóng cho đến khi quay lại được khoảnh khắc thành công này. Tính toán khéo léo. Bạn đã làm những gì trong thời gian cách ly? Có lẽ là xem một bộ phim
và ăn đủ thứ thức ăn không tốt cho sức khỏe? Và còn phải làm gì trong 4 bức tường khi bạn thậm chí không thực sự ra ngoài đi dạo? Tác giả của video này rõ ràng có những ý tưởng cho công việc sáng tạo hơn, và để thực hiện chúng, bạn không cần kết nối Internet và nhiều thiết bị khác nhau. Với sự giúp đỡ của những đồ vật xung quanh, đĩa, son chảo, giấy vệ sinh và tất cả đồ chơi, anh ấy đã khéo léo sắp xếp các cấu trúc đáng kinh ngạc, hoạt động theo nguyên tắc của quân cờ domino. Thành thật mà nói, thật khó để tưởng tượng phải mất bao nhiêu ngày tính toán và tập luyện để tạo ra tất cả những thứ này. Nhưng đây là một lựa chọn cho tương lai nếu không thể tránh được việc kéo dài thời gian cách ly. Món quà cảm động. Nếu hôm nay là một ngày mà bạn mất niềm tin vào cuộc sống, thì chúng tôi hứa video này chắc chắn sẽ khiến bạn mỉm cười. Mùa thu năm nay, trên bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ xảy ra một thảm họa thiên nhiên thực sự, cháy rừng quy mô lớn. Lửa đã bao phủ 3 tiểu bang California, Oregon và Washington. Khói dày đặc và mạnh đến nỗi nó thậm chí còn kéo đến Vancouver. Khỏi phải nói, những người lính cứu hỏa, những người đang làm việc ngày đêm để khống chế đám cháy, cố gắng cứu lấy khu rừng quý đã khó khăn như thế nào. Trên khắp đất nước, những người yêu mến thu thập quà tặng với mọi thứ cần thiết cho những người cứu hộ. Và đôi khi, trong số những món đồ gia dụng thông thường, bạn có thể tìm thấy những báu vật thực sự, chẳng hạn như đồ chơi Baby Yoda trong loạt phim truyền hình The Mandalorian. Năm ngoái, nhân vật này vừa chiếm được hàng triệu trái tim, kể cả những người chưa bao giờ xem phim Star Wars Saga trong đời. Một ghi chú được đính kèm với món quà đáng yêu. Cảm ơn những người lính cứu hỏa, đây là một người bạn trong trường hợp bạn cô đơn. Yêu thương từ Carver. Carver hóa ra là một cậu bé 5 tuổi sống ở bang Oregon. Chính cậu bé đã nhờ bà của mình gửi giúp gói quà. Những người lính cứu hỏa thích sự bất ngờ đến nỗi Baby Yoda được dành hẳn một trang trên Facebook. Hiện nay trên trang này thường xuyên xuất hiện các phóng sự ảnh về cuộc phiêu lưu của Baby Yoda, mà từ nay sẽ không phải cứu các thiên hà mà là các khu rừng Bắc Mỹ. Nhạc sĩ lông xù. Nếu bạn đã dành cả cuộc đời để học chơi thành thạo một loại nhạc cụ nào đó, điều này không đảm bảo bạn sẽ nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình từ khán giả. Nhưng nếu bạn là một chú chó quyến rũ, thì tất cả những gì bạn cần làm là thu hút mọi người bằng sự hiện diện của bạn, và bạn sẽ được đảm bảo bằng tình yêu của tất cả mọi người. Chà, ít nhất đây là kết luận của khán giả khi xem video này. Video được quay ở Thổ Nhĩ Kỳ, chú chó đến với dàn nhạc thính phòng Vienna trong chuyến lưu diễn. Ai mà biết rằng, ngay giữa các bản nhạc trữ tình, một thành viên bí mật sẽ tham gia cùng họ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của trợ lý nhạc trưởng làm cho mọi người vui vẻ. Dường như tất cả mọi người có mặt tại đây, ngay cả nhiều nhạc công, những người thường rất nghiêm túc và tập trung, cũng không thể không mỉm cười.